Putin đối mặt với làn sóng tẩy chay của giới thượng lưu Nga. Chỉ sau 2 tháng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, sự im lặng và thậm chí cả sự bất bình của giới thượng lưu Nga đã bắt đầu trở nên gay gắt. Ngay cả khi các cuộc thăm dò dư luận báo cáo sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng đối với chiến dịch quân sự đặc biệt, các vết nứt đang bắt đầu xuất hiện. Ranh giới phân chia giữa các phe phái trong giới tinh hoa kinh tế Nga ngày càng thể hiện rõ hơn, và một số tài phiệt, đặc biệt là những người làm nên vận mệnh của mình trước khi Tổng thống Vladimir Putin lên nắm quyền, đã bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa thù hằn. Các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt đã hạ xuống một bức màn sắt đối với nền kinh tế Nga, đóng băng hàng trăm tỷ USD tài sản của nhiều ông trùm lớn tại Nga. Nhà Trắng đã tiếp tục quay lưng lại với các nhà tài phiệt Nga khi thông báo đề xuất thanh lý tài sản của họ và quyên góp số tiền thu được cho Ukraine. Ít nhất 4 quan chức cấp cao đã từ chức và rời khỏi đất nước. Người xếp hàng cao nhất trong số đó là Antonoli Chubais, đặc phái viên của Điện Kremlin về phát triển bền vững và là ông hoàng tư nhân hóa thời Yeltsin. Nhưng những người ở vị trí hàng đầu quan trọng đối với việc tiếp tục điều hành đất nước vẫn còn, một số bị mắc kẹt, không thể rời đi ngay cả khi họ muốn. Trong các cuộc phỏng vấn, một số tỷ phú Nga, chủ ngân hàng cao cấp hay một quan chức cao cấp và các cựu quan chức đều trả lời với điều kiện giấu tên vì họ sợ bị trả thù. Các khiếu nại được đưa ra trước công chúng cho đến nay hầu hết đều bị bác bỏ và không ai dám trực tiếp chỉ trích Putin. Khi 37 giám đốc điều hành doanh nghiệp giàu có nhất của nước Nga được gọi đến Điện Kremlin để gặp Putin vài giờ sau khi ông phát động chiến tranh, nhiều người trong số họ đã rất thất vọng và bị sốc. Mọi người đều có tâm trạng khủng khiếp, tuy nhiên không ai dám phát biểu tiếng kêu phản đối. Kể từ đó, Putin đã đưa ra những lời đe dọa chống lại bất kỳ ai chỉ trích cuộc chiến, vội vàng ban hành đạo luật mới bao gồm bản án 15 năm tù cho bất kỳ ai nói lên bất cứ điều gì mà Điện Kremlin cho là sai về quân đội Nga. Ngoài ra, trên bề mặt, nền kinh tế Nga dường như đã ổn định kể từ khi áp dụng lệnh trừng phạt ban đầu, với doanh thu ước tính hơn 800 triệu USD mỗi ngày cho châu Âu và một số nước châu Á. Nhưng vào đầu tháng này, Mỹ và phương Tây vẫn tiếp tục giáng các gói trừng phạt mới lên Nga. Các nhà máy sản xuất đều phụ thuộc vào các linh kiện nhập khẩu, bắt đầu cạn kiệt nguồn cung. Trong khi dự trữ hàng tiêu dùng nhập khẩu cũng đang dần cạn kiệt, dự đoán rằng cuộc khủng hoảng kinh tế do các lệnh trừng phạt sẽ tồi tệ hơn gấp 3 lần so với cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998 đã làm rung chuyển nền kinh tế Nga. Trong những điều kiện này, vị thế của Putin là bấp bênh. Người dân cho đến nay vẫn bị ru ngủ bởi bộ máy tuyên truyền của nhà nước, vốn đã che đậy mức độ tử vong của quân đội Nga. Mặc dù gần như giáng một đòn chí mạng vào lợi ích của họ, nhưng hiện tại giới kinh doanh Nga dường như vẫn đang bị đóng băng vì sợ hãi. Nhưng nếu cuộc chiến kéo dài và quân đội Nga trở nên yếu thế, thì sẽ có một trận chiến lớn hơn bên trong nước Nga nổ ra, giữa giới tinh hoa với chính quyền của ông Putin.